chung. Trời ơi, tôi chẳng muốn chung một nhà. Sinh viên tứ phương người như quý sứ, mai tôi lên phường. Hồi nào ngày đêm chẳng cho ai nghỉ ngơi, toàn chuyện rời. Tôi chẳng thể hiểu sao mình sống ở đây. Sinh viên dễ thương, tuổi trẻ ai chẳng ước mơ phi thường. Chỉ tin như thế thôi, rồi mai ta sẽ nhớ nhau cả đời. Ai vương vấn từ tàu tàu. Mang nhiều mộng mơ dù này có xa ngăn xôi, chiều mi gói vẫn luôn mang trong tim bừng cháy những khát vọng. Tháng này tôi còn chưa thu phí, cậu và cô đừng có để tôi lưu ý. Cô cầu nghịch pha bài ra đủ chiều. Oh yeah! Cuộc sống sinh viên ở xa nhà thì tiếng ca là những món quà, và vẫn chẳng không quên rằng lòng mình còn bao nhiêu là những hoài bão. Dù khó khăn hay cất tiếng cười, bề khắc ghi ngày vui trong đời, cùng bước đến tương lai, ta sẽ nhớ mãi tháng năm hôm nay. Chúng ta thường thắc mắc, tại sao các ngân hàng kiếm tiền bằng cách nào mà lại giàu như vậy? Xin thưa, họ sống bằng cách lấy tiền của người gửi để cho người khác vay lại với lãi suất cao hơn và ăn chênh lệch từ đó. Tính ra làm ngân hàng sướng hả chú? Tiền á, mình chỉ cần lấy của người này mình đưa cho người khác, xong cái mình hưởng cái chênh lệch đó, cái mình làm giàu. Ở sướng. Chú! Chú! Cái gì vậy? Sướng à, sướng làm ngân hàng sướng ghê. Nó sướng chạy nó, trời ơi! Mỗi người có mỗi cái sướng, mỗi cái khổ khác nhau. Tao nè, tao đang khổ nè. Sao vậy? Thiếu mất 200 ngàn của tao. Tháng này mày đóng tiền điện chưa? Rồi nha. Hai thằng kia có thằng nào chưa đóng không ta, bà 2 tỷ nữa. Sao tự nhiên thiếu 200 ngàn của tôi vậy trời? Chú, hồi sáng chú đưa tiền cho ái mua tài liệu á, chú tính chưa? 200 ngàn á. À, chưa. Đó giờ tao thu vô không, đâu có xuất ra đâu biết. Bởi con thấy, mấy người mà nhiều tiền như chú á, cũng khổ ha, đầu óc mụ mị. Rồi sau này chết nằm trên đống tiền khổ hơn nữa. Mày mới bị phạt 100 ngàn. Ủa sao tự nhiên bị phạt vậy? Mày rù tao chết. Không, con ví dụ sau này chú chết kìa. Thôi trời ơi, ví dụ lấy mày ví dụ sau này chú chết. Sao mày không ví dụ sau này mày chết đi? Ủa ai cũng chết mà, thì chú phải chết trước chứ. Không, tao chết sau mày. Trời, chú sống thành tinh hay gì, chú sống dữ vậy chú? Kệ nó, tao thành tinh rồi. Không, nhưng mà ý là sau này chú chết, chú không có đem tiền theo được, cũng khổ lắm. Sau này tao chết mà tao cái tao đem được là mày đó. Tao lôi mày theo đó. Tào lao đang tính toán lộn xộn hết trơn à. Ủa chú, bữa nay nói chuyện vui mất gì cọc. Bởi đợi giờ làm gì có tiền, làm ngân hàng là giàu nhất. Thôi tao không tin mày đâu mày ơi, mày toàn mượn thôi mà có gì thấy trả đâu. Kẹt. Mày nhìn thẳng vào mắt tao đi. Mày nhìn thấy trong ánh mắt tao có sự gian dối không? Tao nói lần này tao mượn rồi tao trả là tao trả mà. Làm gì tiền mày căng vậy? Sao lúc mày mượn á mày đầm thắm dễ thương lắm mà sao bây giờ tiền mày căng thẳng mày quạo tao? Tao làm gì sai? Thôi nhưng mà ý là giúp đỡ tao đi, tao kẹt lắm tao mới xuống nước như vậy mà. Thôi dẹp đi. Nè, tao hứa với mày, mày cho tao mượn tối nay tao trả liền. Tại sao phải tối nay? Diễn đi, diễn đi. Tạo dáng đi, cứ tạo dáng đi. Đẹp lắm. Đúng rồi. Đẹp quá. Nè, nữa nè. Đúng rồi, tiếp tục. Đúng rồi, đẹp quá. Đúng rồi, nữa. Trời ơi, xinh quá, cái mặt xinh quá. Đúng rồi, cái mặt xinh quá luôn. Nè, bớt xạo. Chụp cái tóc không mà thấy mặt mũi gì đâu mà xinh. Tại vì chỉ cần chụp cái tóc với cái bộ lưng của cô thôi mà lên hình nó đã đủ đẹp lắm rồi. Thiệt á. Ăn cái gì mà đẹp quá vậy? Ừ, ăn ảnh á. Thiệt á, những đẹp mà còn duyên dáng nữa. Ừ. Cái nét đẹp này người ta gọi là nét đẹp bất tử á. Ủa là sao? Là đẹp không gốc chết luôn á. Trời ơi, tôi tưởng bất tử là tới chết tôi vẫn còn đẹp chứ. Nói thật nha.
Cái này chia sẻ chân tình luôn á. Nguyên nhà này cô thấy con gái nhiều lắm không? Mà tôi thấy có mình Cherry là đẹp nhất à. Cái điều này á là tôi biết rồi á. À, mà có điều tôi chưa biết. Chuyện gì? Là ông muốn gì? Nghĩ sao? Nói chuyện ông sợ mít lòng. Mới sáng sớm mà để tôi khen coi có ý đồ gì. Vậy là giờ không có gì hết đúng không? Chuyện gì đâu. Vô nha. Nè. Nói. Thật ra cũng không phải nhờ giả gì. Mà tại vì mình là bạn bè. Cho nên mình sẽ có những cái mình cần phải tâm sự. Mình chia sẻ với nhau. Thì dạo này Trung hơi kẹt. Thì tính hỏi thôi. Không phải nhờ giả, chỉ là hỏi thôi. Hỏi thì Cherry à. Cherry có sẵn trong người tầm 3 triệu không? Cái gì? 3 triệu thôi. Một cô chủ nhỏ như vậy thì 3 triệu dĩ nhiên phải có rồi. Ok, 3 triệu thôi. Chỉ là một số tiền rất là nhỏ. Đúng vậy. Nhưng mà thật ra Trung không phải là nhờ giả gì. Nhưng mà chị muốn Kim nếu mà được thì giúp đỡ cho Trung mượn 3 triệu. Muốn mượn 3 triệu hả? Mà thật lòng mà nói là hiện tại không có ở đây. Nhưng mà có ở đâu thì Trung có thể lấy dùng. Ở trong đống quần áo. Ok, Trung sẽ lấy dùng. Bán hết cái đống đó đi rồi lấy tiền. Thật là dễ thương. Nhưng mà làm sao mà có thể bán hết đống đồ đó trong khi số tiền là Trung cần liền. Thực sự là phải cần phải đi xoay sở, nhưng mà qua tuần là có tiền là trả liền. Mà tôi sợ tới lúc đó, nhiều lúc nó lâu. Nhưng mà tiền là có, tiền sẽ có trả. Nhưng mà một tuần nữa Cherry giúp đỡ Trung nha. Nha Cherry. 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 Tôi có tiền đó, nhưng mà tôi cho dây chứ không có cho mượn. Tại đó là sở thích của tôi. Yên tâm, tôi biết điều mà. Tiền lời 20%. Cái gì? Bao nhiêu? 20%. 20? Đúng rồi, 10 cộng 10, 20 á. Mình là bạn bè mà sao cô cho gia cắt cổ như vậy? Cái đó là sở thích của tôi. Sở thích gì kỳ vậy? Nếu mà 20% thôi, tôi ra ngoài tôi mượn xã hội đen sướng hơn. Mời, 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 đi liền đi, mời. 20, 20. Thì bây giờ tôi thích cắt cổ đó. Còn ông muốn không cho tôi cắt á, thì khỏi dây. Nè. Dài. Được rồi, vậy thì hẹn tối nay trước cửa phòng tôi đi đi tiền nha. Tụi con gái của tụi cô á chỉ có nhiêu đó thôi. Đưa tiền thì không đưa liền. Để tối đưa để gặp tôi lần nữa chứ gì. Thiệt tình. Nè Jun, một lần nữa tôi nhắc lại với ông, mình đã xấu rồi thì làm ơn mình có lòng tự trọng, gái nó mới thích, hiểu không? Tôi không đưa tiền liền cho ông là tại vì bây giờ tôi không có tiền mặt ở đây. Tôi phải chạy ngân hàng tôi rút tiền, rồi tối nay tôi về tôi đưa cho ông. Dạo này giàu quá ha. Tiền để ngân hàng chứ không có sẵn đâu. Chú Bùng ơi. Chú Bùng ơi. Chú Bùng ơi. Ngoài này nè mày ơi. Ủa, dạ, con ra liền. Cái tên của mình mà nó kêu cũng lủng mà nhỉ luôn à. Dạ, dạ chú ơi. Thái độ gì vậy? Chú Bùng ơi, sao chú Bùng bất tử vậy chú? Nó vô tình thôi. Nói chung là của ai nấy hưởng. Sao tự nhiên con chạy ra con hưởng vậy? Mày tới đúng lúc. Đúng. Đó là thương hiệu của tao mà. Thương hiệu hay nặng mùi ha. Trời, mắm mua nặng mùi bán nhiều tiền lắm mà. Thôi nói nhiều quá, kiếm tao có gì không? Dạ chú. Tại vì con đang kẹt quá. Chú có thể nào Bùng cho con 3 triệu xong vài bữa con Bùng lại chú không? Kẹt vụ gì? Dạ con không nói được không chú? Không nói tao không cho mượn à. Ê, không không. Đóng tiền học chú. Đóng tiền học mắc mới mà giống. Ví dụ nó kẹt tiền đóng tiền học đó, chú Bùng con đóng tiền học thiếu tiền chứ cho con mượn đi. Thì vậy đâu là có chuyện gì đâu. Làm gì vậy? Đúng rồi hả? Đóng tiền học có ở đâu giấu? Không không, nhưng mà tại vì ngại chú, khó khăn quá ngại. Mình cứ ở trong đây coi nhau như người nhà mà ngại. Nói chuyện nghe buồn dễ sợ. Dạ. Làm như tao là ích kỷ keo kiệt với con cháu lắm vậy. Thì mà chú... kêu tao bằng chú. Dạ. Nhiêu? Dạ 3 triệu chú. Tao lấy lời.
con cháu kỳ vậy đó. Con cháu gì, có phải con cháu ruột đâu. Cuộc đời của tao chỉ không có tính toán với con ái thôi, với xã hội tao tính hết. Dạ, mà lấy gì sao chú? Trời ơi, đã nói con cháu, không ruột rà, cũng người dân xa lạ hay gì sao đó, nhưng mà cũng đã quen biết rồi. Dạ, con bạn thân con ái nữa. Bây giờ vậy, 1 triệu ngày lời 10 ngàn. Trời, 1 triệu ngày lời có 10 ngàn. Thì đó, 3 triệu ngày lời có 30. 30, ngày 30. Hơi nhiều chú. Tháng 900 ngàn nhiều. Ủa, vậy? Tháng 900 ngàn. Hai sao nhiều dữ trời. Hơi nhiều. 3 hơi triệu nhiều. Mà tháng đóng 900 ngàn tiền lời. Trời ơi, nó đóng chừng 3 tháng tiền lời là mình quỳ vốn luôn rồi. Cái đó là cho vay ăn lời cắt cổ á chú. Rồi, thôi được rồi. Chú giúp đỡ con đi, giảm bớt xuống miếng. 4%. 4%. Có nghĩa là tháng có 120 ngàn chứ mấy. 120 ngàn nha. Vậy cũng được chú, cũng được. 120 ngàn, 4%. Vậy là lời 16% lận. Nói gì vậy? Dạ. Sao mày dạo này tao thấy mày lèm bèm gì vậy? Không có, con đang tính giùm chú á, là chú mà đầu tư cho con đi học như vậy á, sau này con mà làm có nghề đàng hoàng rồi con thành đạt á, con sẽ trả ơn chú, lúc đó chú lời khẩm luôn á. Nhớ nghe chưa? Dạ. 2.880.000. 120.000 nữa mới đủ 3 triệu. Cái này là 3 triệu rồi đó. 120.000 nữa mới đủ 3 triệu. Mày trừ 4% tiền lời coi ra ăn nhiêu. Mấy lời trước 1 tháng. Ôi sao tính lời trước vậy chú? Trời đất ơi, sư phụ của tôi. Tới rồi. Hello. Thấy tôi đúng hẹn không? Tôi nói cho cô nghe. Gì bà? Nè, nam nữ thọ bất tương thân. Đàn ông con trai nửa đêm vô phòng con gái làm gì sổ sàng bước vô vậy? Ai cho? Trời ơi, bà làm những phòng bà đẹp lắm. Bà làm như bà quý phái sang trọng lắm vậy. Sao sáng kêu giờ vô phòng mày không cho vô? Nè, nhớ kỹ lại đi nhóc. Hồi sáng chị kêu là tối qua trước cửa phòng chị lấy tiền. Trước cửa phòng là ở đâu? Là ở đây nè, ngay cái chỗ đó đó. Mà bây giờ là phải đúng rồi, đu vô cái vách cửa này cho chị. Mỗi lần mà bước qua tới phòng chị là phải đu vô cái vách cửa này cho chị. Không được bước qua nha chưa? Cái gì? Tiền. Dĩ nhiên là có rồi, tôi đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Đây, 3 triệu. Giấy cho vay. Trời ơi, thời buổi này mà còn ký giấy cho vay nữa, sao quay phim mà được rồi? Trời ơi, nếu mà quay phim được á thì luật sư đâu có cần phải soạn những cái hợp đồng văn bản cho người ta ký phiền phức khi ra tòa. Cũng rành luật quá ha. Chí nhí. Ừ, có tổ chức đó. Ừ. Ghi giấy chị ghi có 3 dòng của bà đặt ghi nữa. Thôi có được rồi. Thiệt á. Ký vô đi. Tôi một bản, ông một bản, mỗi người giữ một bản cho chắc ăn. Mình đặt. Đó, đưa anh tờ. Nè, giữ đi. Ừ. Rồi, về đi. Sao chưa về nữa không? Về đi. Ủa tự nhiên cái mặt lì ra vậy? Đi về đi. Tiền đâu? Quên. Ôi, không những hiệu lực mà còn khôn nữa. Trời ơi, phải khôn chứ. Quên. Để đưa tiền nè. Thôi. Chuẩn bị sẵn sàng không? Ừ, rồi muốn tôi quên trả luôn. Lên. Thôi xé với nợ. Nhận. Nè. Một tờ. Nhớ trả đàng hoàng nha, có ký rồi đó nha. Một nè. 2 nè. 1 triệu, ừ. 3 triệu nè. Ừ. Rồi. Mày đặt quá người quen không mà sợ mất tiền hả chị? Trời, tôi đâu có sợ mất tiền đâu. Tôi sợ ông mất á. Tôi có gì đâu mất. Mất uy tín. Trời, khóa máy nữa. Chết, đêm nay mà nó không về là mất 600 ngàn. Trời ơi, không được kìa coi, bắt máy kìa coi. 20% lần kìa coi. Kìa coi. Sao cái thằng này không bắt máy nó đi đâu vậy trời? Hay, chú bỏ bùm cho mình mượn 3 triệu, chú lấy lại là 4%, có nghĩa là 120.000 một tháng. Mình cho chung cho cô mượn 3 triệu, mình lấy lại 20%, có nghĩa là 600.000 một tháng. Vì chi, một tháng mình sẽ lời được 480.000. Trời ơi, chỉ đó chỉ là một người thôi. 10 người thì sẽ như thế nào? Sẽ là 4.800.000. Trời ơi, đúng là không làm gì giàu bằng làm ngân hàng. Lấy tiền của người này đưa qua người khác, không công sức gì hết á, chỉ lấy cái số chênh lệch đó thôi mà giàu to. Trời đất ơi, một người phụ nữ vừa xinh đẹp, vừa thông minh như mình, quá thành công trong cuộc sống rồi. Thật tuyệt vời. Trời ơi, giàu to rồi. Thằng Mỹ này đi giờ này chưa về. Dạ. Sao giờ này mới về? Đi đâu nè? Đâu hỏi làm gì? Nhiều chuyện. Đi vô đây.
Gì vậy? Mã số. Gì vậy? Cầm. Trời ơi, hôm nay có tiền trả luôn. Cầm. 3 triệu bạc còn thiếu nợ mình đó, mày cầm đi. Trả nợ như là... Mày cầm đi. Cho mày biết, tao là thằng uy tín, nói được làm được chứ đó mày khi dễ tao. Ừ rồi sao? Tao có uy tín tao trả mày 3 triệu rồi đó. Rồi ok, ghi nhận. Cho mượn lại 6 triệu đi. Gì? Trả 3 triệu rồi, cho mượn lại 6 triệu. Mày lật lọng vừa thôi chứ. Sáng mày mới nói mượn 3 triệu nữa thôi mà. Không, sáng mượn 3 triệu nhưng mà tại vì mày ép tao trả 3 triệu mày, cho nên bây giờ tao cần phải 6 triệu mới lắp đầy. Vậy cũng được nữa hả? Sao không được, hồi sáng mày hứa rõ ràng đúng không? Mày nói bây giờ tao có uy tín với mày thì mày mới có uy tín với tao chứ. Kiệt, giúp đỡ đi. Rồi. Mày, tao xui lắm gặp mày. Tao hên lắm tao gặp mày. Mày là bạn tốt với tao mà. Trời ơi, cái gì mà gõ cửa gì mà gõ dữ, gõ cho banh cái cửa hay gõ chi dữ vậy? Nghe rồi. Ây da. Gõ cho banh cái cửa hả? Cái gì á? Có chuyện quan trọng. Cái gì? Đếm hơi đủ 3 triệu không? Đếm nhào, đếm đếm nữa, đếm đếm lẻ lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6 đúng không? 3 triệu đúng không? 3 triệu. Rồi tôi trả tiền cô nha. Trả tiền tôi? Ủa làm gì trả tiền tôi? Thì trả tiền cô, nãy mượn giờ trả nè. Mượn một tuần lận. Mượn một tuần gì? Đang đâu có tiền ta trả kệ người ta. Vậy đưa lãi đây. Lãi gì? 20%. Lãi 20% là ký trong hạn một tuần hiểu không? Đúng rồi. Còn hồi nãy tôi mượn cô mấy tiếng đồng hồ tôi trả liền, giống như tôi cầm tiền cô hửi rồi tôi trả nè, có gì đâu. Ủa là trong ngày không tính lãi hả? Chưa qua ngày, 11:59 còn một phút nữa mới qua ngày nha. Ủa là sao? Là bây giờ trả rồi. Ủa nhưng mà còn lãi của tôi á, cái lãi á. Lãi là chừng nào qua ngày mới tính hiểu không? Cái này mượn mới có 1 tiếng mấy tiếng đồng hồ à, hiểu không? Giống như là mượn cầm cho vui là trả là thôi nha. Bye, cảm ơn nha, cảm ơn cho mượn nhiều nha. Ủa nhưng mà ấy. Ủa là sao ta? Ủa hoang mang vậy, là mượn 3 triệu nè, xong rồi cái chưa được 1 ngày nè, cái trả 3 triệu nè. Cái là không có lời nè. Ủa rồi tôi mượn của chú Bảo Bùng 3 triệu nè. Mượn vô 3 triệu nè. Rồi bây giờ ngày mai trả không là qua 1 ngày nè. Là không tính lời nè. Ủa vậy là tôi lỗ hả? Chú Bùng ơi. Chú Bùng ơi, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi, chú đừng có ngủ nữa, con rầu quá chú ơi. Chú Bùng ơi, chú không mở cửa là con mở cửa vô đó nha chú. Ui, chết rồi, ông nó mất tiêu rồi trời. Chú Bùng ơi, chú Bùng ơi, chú Bùng ơi, Bùng ơi biểu Bùng ơi. À cái gì mà chú Bùng hoài vậy? Chú, ê, gặp chú Bùng đâu không? Chú Bùng đi rồi. Chú Bùng đi đâu? Đi về quê. Cái gì? Ủa sao tự nhiên đi về quê vậy? Mà sao không biết? Thì hôm qua tôi gặp chú đó. Kiệt. Ôi, về vô. Ê, cho chú quá vàng ra bến xe được không? Ủa chứ đi về quê giờ luôn hả? Có chuyện với quê. Dạ cũng được chú. Chở giùm hay là lấy tiền? Trời, chú này con chở giùm. Mày lấy tiền dễ gì tao đi. Trời. Ra lấy xe mày. Dạ đi luôn hả chú? Đi liền. Hả? Chắc là chú Bùng về quê ngày mai lên đúng không? Ngày mai lên hả? Hình như là một tuần á. Cái gì? Sao vậy? Một tuần lễ. Trời đất ơi, một tuần lễ 3 triệu mà lãi 4%. 4% mà một tuần lễ là 7 ngày. 7 ngày thì tính ra bao nhiêu tiền hả? Bao nhiêu tiền? 4% mà 3 triệu mà 4% lãi. Bình tĩnh rồi tính. Đúng rồi, nè tôi nói nè, tính cho tôi nha. 3 triệu mà 4% lãi, 4% lãi mà một tuần thì nó chạy ra bao nhiêu tiền? Thì tôi biết được. Tôi làm đạo diễn, tôi phải kế toán rồi tôi biết tính. Đúng không, vô dụng quá. Trời chú Bùng ơi, con sắp khùng với chú rồi. Đúng là tính già quá non mà. Chú Bùng ơi, sao chú chưa về đó chú Bùng? Tiền là tiền nhiều khi không mà có. Tiền là tiền nhiều lúc có như không. Tiền là tiền nhiều khi không mà có. Tiền là tiền nhiều lúc có như không. Tiền của tôi sao chẳng phải của tôi cho trời ơi. Ơi trời ơi, Bùng ơi. Chú Bùng, con. Biểu
Ê, gì mày? Không biết, Trời ơi, cái con này sao mày ăn nói chuyện có phạt tiền mày hả mày? Không phải, phải, con gặp chú con mừng quá chú Bụt. Mừng cái gì tôi để tôi vô nhà tôi cất đồ đi rồi tự nhiên chưa gì lôi đầu vô. Ô, khoan khoan hả con, bây giờ thời gian là vàng là bạc, chú Bụt ngồi xuống ngồi xuống. Ngồi gì nữa coi. Trời chú về con mừng quá chú ơi, mấy lần chú đi con nhớ chú rớt nước mắt luôn á. Xạo quá mày ơi, mày nhớ tao cái gì? Ô phải, chú ơi, con gửi trả chú cái tiền gốc hôm bữa mượn á. Trời ơi, đó, uy tín vậy được nè. Dạ. Mà có tiền chưa mà sao trả rồi lỡ hụt tiền rồi sao? Thôi cho chú cho mượn lại nè, tiền lời y chang vậy chú không có lấy lại hơn đâu. Dạ thôi 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 chú, mặc dù không có tiền nhưng mà mượn nhiều quá lãi nó đẻ ra nữa, chịu không nổi. Có 4% mà mày gốc là phải 3 triệu. Ủa gì vậy? Dạ. Tao nhớ là tao đưa mày mượn 3 triệu. Dạ không. À 2 triệu mấy á. 2.880 là tao trừ 4% tiền lời. Dạ. Thì khi trả phải trả 3 triệu tao mới lời được đúng nhiêu đó. Mà giờ có đưa có 2 triệu rưỡi là thiếu 500 ngàn là sao? Là gì được chú? Con đang đi học mà đâu có tiền đâu, cho nên là con sợ trễ hẹn, cho nên con gán con gom hết mọi gia tài con có được, chỉ được có 2 triệu rưỡi thôi à. Chú lấy đỡ giùm con, còn cái phần thiếu sau đó đó, cái con trả sau nha chú. Thì có nghe mày than khổ cho nên là thôi bây giờ 500 ngàn đó thiếu rồi vẫn lấy lời 4% đi. Thôi chú, lời gì con đã trả cái gốc rồi. Bây giờ chú đừng có lấy lời nữa, chú làm phước đi chú, tích đức cho con ái nha. Rồi, mệt mày quá. Dạ. Trời ơi, cho mượn tiền mà lấy lại chưa đủ mà còn lỗ nữa. Trời đất ơi, con mới đi có nhiều lâu đâu mà cái nhà tôi như là cái bãi rác vậy trời. Nè. Dạ. Bây giờ có việc cho cô làm. Vậy chú? Bây giờ cô tham gia vòng này là vòng xóa nợ luôn nè. Tổng vệ sinh hết khu nhà này đi. Quê. Một mình con. Ờ. Làm hết cái nhà này. Làm sạch sẽ, không một cọng rác nha. Nhà cửa thơm tho sạch sẽ đàng hoàng. Nhưng mà chú hứa là quê sạch hết. Quê sạch hết yên tâm. Sạch sẽ nha chú. Sạch sẽ hết. Chú hứa nha chú. Ờ. Không được bùng nha chú. Không có bỏ bùng yên tâm. Chú hứa rồi đó. Sạch sẽ nha chú. Quê sạch sẽ. Con sẽ dọn hết nhà chú luôn. Con dọn sạch sẽ nhà chú luôn. Làm như nhà tôi nhỏ vậy đó. Dọn hết đi, chưa đâu còn mấy cái phòng nữa kìa. Ở đó 2.500.000 thiếu 500. Dọn hết. Trời trời, 500 ngàn mà dọn hết nhà. Trời ơi, tôi lỗ ngược lại sao? Không được. Ê. Kim ơi. Mình tử tế một chút xíu mình mới có vợ được, biết không? Thay đổi đi. Mà bị cái gì vợ gì đây? Hả? Tôi thích lét. Gì? Ý là tôi thích chơi lét thấy không? Cái gì? Nè, tôi nói trước nha. Công việc là công việc, tình cảm là tình cảm nha. Trong lúc làm tôi cấm bà phát sinh tình cảm với tôi nghe chưa? Mẹ con ai mất sớm chị cũng biết đó. Một mình tôi nuôi nó. Phải làm sao làm cho nó đầy đủ chị ơi. Thương anh dễ sợ luôn á. Nó nghe nè, có này ngon lắm ăn không? Thì chị cho tôi ăn. Kỳ cục à. Bởi vì cái đầu suy nghĩ lúc nào cũng vậy hết trơn, bậy bạ không mà ăn gì. Cái nào em cho ăn. Thôi bây giờ bà cho tôi cũng không ăn nữa, tôi thiệt á. Tôi chẳng muốn chung trời ơi, tôi chẳng muốn chung một nhà. Sinh viên tứ phương như quý sứ, mai tôi lên phường. Hôm nào ngày đêm chẳng cho ai nghỉ ngơi, toàn chiến giờ hơi. Tôi chẳng thể hiểu sao mình sống ở đây. Sinh viên dễ thương tuổi trẻ ai chẳng ước mơ phi thường. Chỉ tin như thế thôi rồi mai ta sẽ nhớ nhau cả đời. Cô đừng có để tôi lưu ý. Các cô cầu nghịch pha bay ra đúng chiều.